Rồi clip Nhã Phương chào hỏi nhưng bị Harry Won ngó lơ ở sự kiện thực hư ra sao? Dù Trường Giang và Trấn Thành là hai MC thân thiết với nhau trong showbiz Việt, nhưng Nhã Phương Harry Won lại luôn khiến công chúng tò mò về mối quan hệ này. Mới đây, hai mỹ nhân tiếp tục gây bão vì tỏ thái độ khó hiểu khi chạm mặt nhau ở sự kiện. Vừa qua, show diễn thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Sự đổ bộ của những mỹ nam mỹ nữ hàng đầu showbiz trong những bộ cánh gợi cảm trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Với mối quan hệ thân thiết với Đỗ Long, Harry Won và Nhã Phương dường như trở thành khách mời thân thiết trong các sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của nhà thiết kế này. Xuất hiện trên thảm đỏ, Harry Won gây ấn tượng với thiết kế màu đen đơn giản nhưng vô cùng tôn dáng. Bà xã Trấn Thành búi tóc sau đầu, khoe trọn bờ vai thon. Nhiều người nhận xét nhan sắc của Harry Won vẫn rạng ngời, mặc dù đang trong quá trình điều trị căn bệnh liệt một bên mặt. Nhân vật khác thu hút sự quan tâm không kém chính là nữ diễn viên Nhã Phương. Dù gần đây bà xã Trường Giang thường xuyên nhận được nhiều lời khen ngợi tích cực của khán giả khi thăng hạng cả nhan sắc lẫn vóc dáng. Mọi người bày tỏ sau khi Nhã Phương tăng cân, cơ thể cô đã đầy đặn và mặn mà hơn. Như vậy khi diện bộ trang phục được cách ao quyến rũ, khí chất của nữ diễn viên chiếm trọn mọi ánh nhìn. Được xem là phu nhân của hai nam MC nghệ sĩ có danh tiếng hàng đầu giải trí Việt, Harry Won và Nhã Phương đụng mặt tại một sự kiện nhanh chóng được mọi người quan tâm. Trong một khoảnh khắc, Nhã Phương và Harry Won đứng cùng khung hình, dễ dàng nhận thấy bà xã Trường Giang đã cố tình bước chậm lại để chờ chào hỏi Harry Won. Tuy nhiên, đúng lúc này Harry Won đang đứng trò chuyện với Trương Quỳnh Anh nên bị khuất tầm nhìn không thấy Nhã Phương. Dù vậy, nữ diễn viên phim Tuổi Thanh Xuân vẫn mỉm cười đứng chờ đàn chị. Sau khi bắt gặp cái vẫy tay của Nhã Phương, Harry Won lập tức ngạc nhiên vui vẻ chào hỏi lại. Thế nhưng có lẽ vì đang bận nói chuyện với Trương Quỳnh Anh nên Harry Won không có thêm hành động tay bắt mặt mừng nào khác. Mặc dù thái độ của cả hai không quá thân thiết, nhưng nhiều netizen vẫn dành lời khen cho cách cư xử thân thiện và lịch sự của Nhã Phương lẫn Harry Won. Trước đó, Harry Won còn công khai bênh vực Nhã Phương trên sóng truyền hình, khiến cộng đồng mạng tin rằng mối quan hệ của hai người đẹp vẫn rất tốt đẹp và không hề có chuyện xích mích như lời đồn. Một số khán giả còn cho rằng, vì trước đó cả Harry Won và Nhã Phương đều chưa từng hợp tác với nhau, nên có vẻ cả hai chỉ là đồng nghiệp bình thường. Tuy vậy, hai ngôi sao nổi tiếng vẫn dành sự tôn trọng quý mến nhau khi hoạt động nghệ thuật. Do Trương Quỳnh Anh đang nói chuyện gian dở với Harry Won nên Harry chỉ cho hỏi Nhã Phương như vậy thôi, tuy không quá thân như lịch sự với nhau là được rồi. Thấy nhiều người nói Harry bơ bà Nhã Phương, tôi thấy hai bà có chào hỏi nhau mà, chỉ là lúc đó Trương Quỳnh Anh đang nói chuyện với Harry nên không thể bỏ đi được. Nhìn thấy có vẻ Harry với Nhã Phương không thân với nhau lắm. Harry với Phương quen nhau qua mối quan hệ của hai ông chồng, trước giờ có làm việc với nhau bao giờ đâu nên lịch sự chào hỏi thôi, làm lố quá lại ủ về. Cá nhân tôi lại thích cái chào hỏi tinh tế của hai chị, vừa tôn trọng đồng nghiệp nhưng cũng không quá làm lố, phù hợp với danh phận vợ của hai nghệ sĩ hàng đầu. Được biết, trong một sự kiện thời trang diễn ra vào năm 2020, Harry Won và Nhã Phương xuất hiện cùng nhau nhưng lại dấy lên tranh cãi vì thái độ lạnh nhạt xa cách. Thậm chí khi ống kính của ứng viên quay đến, netizen bắt gặp Nhã Phương và Harry Won đều chăm chú bấm điện thoại mà không trò chuyện với nhau dù vị trí ngồi của hai người sát cạnh. Về phía Trường Giang và Trấn Thành, đây là hai nghệ sĩ quyền lực nhất nhì showbiz Việt. Dù coi nhau như hai đối thủ trong công việc, nhưng tình bạn của Trường Giang Trấn Thành luôn kháng khích ngoài đời thực và luôn hỗ trợ cho nhau hết mình.